Tiết mục Di sản Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà. Tiết mục Di sản Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà. Bà con và các bạn thân mến, tuy là nhóm côn trùng bán thủy sinh, giai đoạn ấu trùng sống hoàn toàn dưới nước, nhưng giai đoạn trưởng thành lại có cánh bay xung quanh các nguồn nước. Loài chuồn chuồn đóng vai trò quan trọng đối với hệ sinh thái. Ngoài chức năng giúp kiểm soát các loài côn trùng gây hại cho nông lâm nghiệp, chúng còn là sinh vật chỉ thị cho chất lượng nguồn nước. Các tiến sĩ Phan Quốc Toản, Đại học Duy Tân và Nguyễn Thị Phương Mai, Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam đã có những dẫn liệu đầu tiên thành phần các loài chuồn chuồn ở vườn quốc gia Bidoup Núi Bà. Bằng phương pháp điều tra ngoài thực địa ở tất cả các dạng thủy vực như suối đá lớn, suối nhỏ vùng núi cao, ao hồ, kênh mương, đầm sinh lầy. Từ 8 giờ sáng đến 15 giờ chiều là thời điểm hoạt động mạnh nhất của các loài chuồn chuồn. Vào buổi chiều muộn từ 17 giờ đến 19 giờ, để bắt các loài chỉ xuất hiện vào thời điểm này. Đồng thời kết hợp phương pháp thu thập xử lý và bảo quản mẫu theo phương cách Bornstone, như mẫu vật thu bằng vợt, giữ trong túi giấy từ 1 đến 2 ngày, ngâm trong dung dịch acetone 100% từ 8 đến 12 tiếng, vớt ra để khô tự nhiên trong khoảng 2 đến 3 giờ, sau đó cho vào túi bảo quản và ghi chép thông tin thời gian, tọa độ, địa điểm thu mẫu, sinh cảnh, độ cao. Đối với mỗi loài thu được, tách lấy 1 đến 2 chân từ vài mẫu, bảo quản trong cồn 99,5% rồi đưa về phòng thí nghiệm phân tích ADN. Các tiến sĩ còn kết hợp phương pháp phân tích hình thái như màu sắc cơ thể, cấu tạo các cơ quan, hình dạng và cấu tạo hệ gân cánh, cấu tạo cơ quan sinh dục đực, hình dạng vân trên ngực, cấu tạo phần ngực trước ở cả con đực và con cái. Sau hai đợt nghiên cứu ở các tọa độ khác nhau, kết quả nghiên cứu ghi nhận được tổng cộng 95 loài chuồn chuồn, trong đó có 47 loài thuộc chính họ chuồn chuồn kim, 48 loài thuộc 8 họ chuồn chuồn ngô. Đáng chú ý có tới 13 loài đặc hữu cho Việt Nam và một loài xếp hạng gần nguy cấp theo danh lục đỏ của IUCN. Đó là Chlorogomphus caloptera. Kết quả này theo các tiến sĩ vẫn còn là khiêm tốn so với giá trị đa dạng sinh học của vườn. Ngoài 63 loài phổ biến trong cả nước, nghiên cứu cũng chỉ ra một số loài có vùng phân bổ rất hẹp ở suối Tía, Đà Lạt, vùng núi gần Bảo Lộc và ở Pí Đúc núi Bà. Chuồn chuồn ngô Chlorogomphus caloptera có kích thước lớn, cánh có màu sắc rất đẹp.